Bà con ơi, bà con trồng sầu riêng, bà con thấy cái vườn của mình mà nó gặp tình trạng như thế này, bà con chúng ta cũng biết là nó bị rầy xanh ha. Đối với một số bà con chúng ta trồng lâu năm rồi á, thì bà con chúng ta sẽ thắc mắc nó phải làm sao đây. Đối với bà con chúng ta mới trồng á, chúng ta bâng khuâng, chúng ta bỡ ngỡ, chúng ta không biết làm sao tự nhiên cái vườn sầu riêng của mình lại cái lá tự nhiên nó bị số lượng rất là nhiều như thế này, lá nó quéo rồi nó quăng lá non nha bà con, rồi nó xước rồi đến thời điểm nó rụng lá non, nó còn như cái chỗ chà. Thì cũng xin thưa với bà con chúng ta hôm nay mình ngồi đây dưới cái gốc sầu riêng cũng tâm sự với bà con chúng ta một chút. Cảm ơn rất là nhiều quý bà con trong cái thời gian qua cũng đã xem kênh mình, ủng hộ mình rất là nhiều, cũng như rằng là quý bà con chúng ta cần về tư vấn kỹ thuật, cần về hỗ trợ kỹ thuật thì bà con chúng ta có thể kết nối với cái số hotline nằm ở trên màn hình để các bạn chuyên viên tư vấn nhận cái thông tin của bà con cũng như là tư vấn cho bà con chúng ta từ xa. Rồi sau đó thì các anh em kỹ thuật thì xếp xếp những cái chuyến mà ghé chăm sóc vườn cũng như là tư vấn vườn cho bà con chúng ta rõ hơn nha bà con. Hôm nay em ngồi đây tại nãy giờ em đi mỏi chân dữ quá, nói thiệt với bà con luôn. Thì em cũng thực hiện rất là nhiều cái video ở trên cái kênh này thì mong bà con chúng ta ủng hộ mình. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái vấn đề là bà con chúng ta có thể thấy em hái cái lá này, xin anh chủ vườn em hái một cái ha. Thôi chúng ta hái luôn cây đọt ha mọi người. Đây bà con chúng ta có thể phân tích cùng với mình một chút xíu. Để bà con chúng ta nhìn thấy cái rầy nó để đây này, bà con chúng ta thấy còn 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 rầy luôn nè bà con. Đó, thấy không anh Tính? Thấy đây 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 đó, nó chạy đó. Hình như không biết là camera quay có kịp không, không biết có được, nó rất là nhỏ nha mọi người. Xanh xanh này mọi người, thấy không? Nó xanh xanh này. Khều khều á, nó chạy luôn sao? Rồi nó chạy đó bà con. Này đây này. Đó, đó 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 đó, nó chạy lên đó bà con thấy không, nó rất là nhỏ, nó cực kỳ nhỏ rồi chạy mất tiêu luôn rồi, và nó là một cái đối tượng di cư và nó bà con chúng ta nó phá cái lá này rồi nó phá cái lá này ha, rồi nó phá cái lá này đó. Thì thực ra là cái việc trồng sầu riêng cái điều này nó cũng không có thể nào mà tránh khỏi được cái điều này. Đương nhiên là quý bà con chúng ta cũng không thể nào mà trong cái vườn bà con cái tài giỏi cỡ nào đi chúng ta cũng giảm đi cái mật độ của nó, mà giảm càng càng nhiều giảm đi, còn cái số lượng ít thì càng tốt, và tiêu diệt hẳn luôn thì nó quá là tuyệt vời rồi, gần như là chúng ta cũng phải sống chung với nó thôi. Nhưng mà làm gì làm thì chúng ta cũng phải phòng ngừa và chúng ta trị tiêu diệt nó, như gọi là chúng ta sống chung mà chúng ta không phun thuốc. Thì thực ra là bà con chúng ta thấy nó đánh xong mà đặc biệt những cái cây đọt như này nó lá nó quéo, nhưng mà nặng hơn là nó rụng hết bà con, nó rụng hết, nó rụng như vậy y dài này, nó rụng không phải là rụng theo thời gian từ từ đâu, mà nó rụng mà gọi là một đêm tới sáng là nó rụng, tại vì nó chích nó hút các bà con là nó mất luôn tất cả những cái nghe chỗ cái nách này, nó mất đi là nó rụng nó yếu cái cây. Vì vậy bà con chúng ta hỏi mình là vậy có cái giải pháp nào để bà con chúng ta phòng ngừa và trị không? Phòng ngừa trị luôn, mà nói thẳng luôn là mình trị luôn, mình không cho nó lột xác luôn, nó chết từ mà trứng ung trứng luôn á, từng con trung trứng luôn á. Thì để mà cái hình thành cái con rầy mất để nó chạy chạy, bà con thấy nó chạy 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 nhỏ ra, từ cái lúc cái trứng nó ra đến mà lúc cái dòng đời của nó đến nó hết cái đó nó đẻ ra trứng nữa thì nó chết á, thì nó khoảng 20 ngày đến 30 ngày. Thì bà con chúng ta biết một cái con mà nó cái dòng đời của nó 20 ngày 30 ngày là nó đẻ cực kỳ nhiều trứng. Và trứng của nó đẻ ở đâu? Nó đẻ đây hái lại cái lá nữa bà con. Nó đẻ ở trong những cái kẽ của cái mũi giáo của cái tim đèn của cái lá sầu riêng này. Nó đẻ, nó nhỏ vậy đó, nó chui vô và nó đẻ cái trứng lại, nó nằm trong đó. Và khi mà nó nở cái trứng ra thì nó sẽ mở, nó bung ra, nó sẽ làm nó hút nó chích và làm cái lá chúng ta lủng lỗ lỗ và quéo lá lại. Rồi bây giờ thì không có dông dài nữa, để bà con chúng ta cái sản phẩm này, hai cái sản phẩm này là rất là nhiều quý bà con chúng ta cũng đã xài bao nhiêu năm rồi. Thì hôm nay sẵn review trở lại, lâu quá là mình không có review về, không có nói về vấn đề là mảnh tướng diệt rầy, thì hôm nay sẵn review lại bà con. Thì cái gói mảnh tướng diệt rầy này á là cái gói mà mình ưa thích, mình gọi hay gọi nó là màu xanh. Còn cái gói mà mảnh tướng diệt rầy này á, thì màu đỏ á, mình hay nào gọi bà con chúng ta có thể kết nối với Willow Farm để các bạn chuyên viên tư vấn và hỗ trợ cho bà con chúng ta về hai cái gói này. Thì cái gói mảnh tướng diệt rầy màu xanh này á, chúng ta cũng pha 200 lít nước một phi, và cái gói này chúng ta cũng pha cho 200 lít nước một phi nha bà con nha. Và cái khối lượng tịnh của nó đây bà con chúng ta là 100 gram
Dạ, 100g là một lạng đúng không bà con? Thì một lạng như thế này là chúng ta pha được cho 200 lít nước thì một phi. Và bà con chúng ta có thể kết hợp với rồng xanh kéo đọt, có thể cộng chung với amino, cộng với rồ combi tảo đỏ. Bà con chúng ta có thể kết hợp. Thì ở trong cái gói mà cái gói mà mảnh tướng diệt rầy màu xanh này á, là thành phần của nó là có cái lá ở mạng tương bộ con sâu mắc khủng, là cái thành phần của nó là bimetrosin và buprobezin. Đã, bimetrosin và buprobezin, em đặt tiếng Anh là ghê chưa bà con. Thì cái sản phẩm này cộng với cái phụ gia được sự kết hợp bởi hai cái hoạt chất trừ rầy thế hệ mới, với nhiều cơ chế tác động và tiếp xúc lưu dẫn chống lột xác, sản phẩm giúp diệt trừ hữu hiệu sâu rầy luôn, rầy nâu là thuộc cái nhóm côn trùng chích thuốc trên cây trồng, và thuốc có thể diệt trừ tất cả các cái giai đoạn của rầy từ trứng non đến trưởng thành luôn. Đấy, nên bà con chúng ta cũng lưu ý ha. Thì một cái gói này là bà con chúng ta sử dụng cho 200 lít nước. Rồi, thì nãy giờ nghe Diễn nói là có một cái gói nữa, màu đỏ nữa. Thì cái gói màu đỏ này, thì cái thành phần của nó là gì bà con? Và cái gói màu đỏ của thành phần của nó là gì? Acetobizic và buprobizin. Nên em đọc tiếng Anh là bà con cũng thông cảm nè. Và cái sản phẩm này cũng là một cái thuốc trừ rầy thế hệ mới, có tác dụng nội hấp lưu dẫn ung trứng mạnh, và đồng thời là tác động cái vị độc tiếp xúc phổ tác đến cái nói chung là nó làm cho cái trứng cái rầy của chúng ta nó chết. Nói nôm na vậy đi, vừa nói nôm na vậy đi bà con. Thì mình hay đề xuất cho bà con chúng ta, ví dụ như tuần này anh xịt cái gói này, tuần sau anh xịt cái gói này, để cái sản phẩm của chúng ta nó được trung hòa và con rầy của chúng ta nó không có bị kháng thuốc, nó đụng cái nào nó cũng ngụm cu tẻo hết. Thì tuần này chúng ta phun cái này, tuần sau chúng ta phun cái này, chúng ta có thể luân phiên và chúng ta đổi qua đổi lại. Đó là bà con chúng ta cũng không cần phải đắn đo suy nghĩ hết. Ví dụ như mua này 10 gói, mua cái này 10 gói ha, mỗi thứ 10 gói đi. Hai gói rầy này chúng ta phun mỗi thứ 10 gói, thì tuần này chúng ta phun cái này, tuần sau chúng ta phun cái này, tuần sau đổi qua đổi lại để chúng ta phun để mà tiêu diệt các cái đối tượng gây hại rầy nha bà con. Chúng ta có thể pha chung với thuốc bảo vệ thực lộn, chúng ta có thể pha chung với siêu giá phụ lút, pha chung với canxi bo, có thể nói chung là pha chung với được với tất cả phân bón vi lượng, trung lượng, hay là phân bón lá, hay diều đọt, kéo đọt, nói chung là phun dưỡng, phun thuốc bệnh đều được hết, nên là cũng rất là dễ sử dụng nha bà con nha. Và cái sản phẩm này có ở Willow Farm, nè bà con chúng ta có thể kết nối với Willow Farm để mà các anh chị em, các bạn chuyên viên tư vấn có sẽ hỗ trợ cho bà con chúng ta tốt nhất. Còn ở trên TikTok thì cũng xin thưa với bà con là trên TikTok thì nó không cho đưa cái sản phẩm này lên, tại vì nó có cái từ diệt nó hơi nhạy cảm, nên là TikTok nó họ không có cho phép bán cái sản phẩm mà có những cái từ như thế này ở trên cái nền tảng của TikTok. Thì quý bà con chúng ta cũng thông cảm, để bà con chúng ta có thể kết nối với Willow Farm để các bạn chuyên viên tư vấn hỗ trợ cho bà con trong cái video ngày hôm nay. Cuối video thì chúc cho quý bà con chúng ta thành công, mà bà con chúng ta cần về tư vấn kỹ thuật, cần về hỗ trợ kỹ thuật thì bà con có thể kết nối với Willow Farm để các bạn chuyên viên tư vấn và hỗ trợ cho bà con chúng ta. Nói về rầy ha bà con, thêm nữa mới nãy mình cũng quên nói về cái giai đoạn phun đúng không, mới nãy mình giới thiệu thuốc thôi đúng không anh Tính. Thì bây giờ cái giai đoạn phun thì bà con chúng ta thấy là cái cây của mình nó vừa lấy lú cái mũi giáo ra, anh Tính có thể quay cho bà con chúng ta xem, những lú cái mũi giáo ra là bà con chúng ta phun có thể là 7 ngày bà con phun một lần, hoặc là bà con chúng ta có thể rút ngắn cái thời gian 5 ngày bà con phun một lần, nếu như mà điều kiện thời tiết mà nó mát mẻ, nó không có nắng nhiều, nó không có mưa nhiều, là cái thời tiết đó là nó phù hợp cho những cái con rầy nó đẻ trứng và nó sinh sôi nảy nở, hoặc là nó di cư từ những cái nơi khác qua, thì bà con chúng ta có thể phun định lượng là 7 ngày phun một lần. Nhưng mà nếu như điều kiện thời tiết mà nó thuận lợi cho rầy thì có thể rút ngắn cái thời gian 5 ngày bà con phun một lần, có thể cộng thêm cái băm dính nếu như mà mưa nha bà con. Thời tiết nó mưa. Và cái thêm nữa là bà con chúng ta cũng hay hỏi rằng vậy thì mình phun đến khi nào. Thì thông thường thì chúng ta phun vào những cái giai đoạn đầu đó, là cái cơ đọt của chúng ta nó mới ra, thì chúng ta rút ngắn cái thời gian chúng ta phun. Nhưng mà càng về già, lá nó lụa rồi. Như cái lá như thế này rồi, thì bây giờ cái lá như thế này này là rầy nó không có đánh nữa. Lá như vậy nè bà con, lá như em cầm được cái tay này, này là nó đánh lúc non thôi. Còn lá mà nó mở, lá mà nó lớn như thế này rồi là rầy nó không có ăn nữa. Nhưng mà chúng ta cũng phải rút ngắn cái thời gian chúng ta phun ở trong cái giai đoạn đầu, và sau cái thời gian mà lá nó mở ra như thế này này là chúng ta cũng phun cho nó một cử hai cử, nhưng mà thời gian chúng ta dài ra một chút để chúng ta giảm thiểu cái đối tượng gây hại. Và thêm nữa chúng ta giảm thiểu đối tượng rầy gây hại nha bà con. Và thêm nữa là một cái bí quyết cho bà con chúng ta, trước khi mà chúng ta phun thuốc rầy là chúng ta chịu khó chúng ta tưới nước
sương ướt hết vườn của mình. Chúng ta tưới nước ướt hết thì để các đối tượng rầy nó núp ở dưới cỏ, dưới đồ, nó bay lên ở trên cái lá. Thì sau đó khoảng 5 phút, 10 phút sau là chúng ta kéo ống chúng ta phun mà trên toàn cây là bảo đảm là rầy nó sẽ ngủm cứu tẻo hết. Đó là một trong những cái cách mà chúng ta phun quản lý rầy. Còn bây giờ thì video cũng khá là dài rồi. Bye bye bà con. Bye bye.